quan tâm gì về cái kỳ họp Quốc hội lần này? Vâng, tôi được biết là kỳ họp Quốc hội của chúng ta đang diễn ra có rất nhiều vấn đề, nhưng tôi quan tâm nhất là về giáo dục, vì tôi vẫn còn có con em đi học. Tôi biết từ trước đến nay ngành giáo dục của ta đã có nhiều cải cách sửa đổi nhưng vẫn chưa được hoàn thiện. Con em chúng ta vẫn còn phải học là quá tải, quá mức, cho nên mong Quốc hội họp lần này ra một bộ luật giáo dục sửa đổi thật hoàn thiện để con em chúng ta được hưởng một nền giáo dục hoàn thiện tốt đẹp hơn.